bọc cái thảo trong cái nồi nước này luôn. Thế là mọi người nhìn nó cơm. Bạn đang quay à? Ai nhìn nó cơm? Cuộc sống đầy cơ. Thế nên nó cơm tối hôm nay còn tính. Nó không cần mỡ. Cái lòng đào này gì đây? Cho người ta.